Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với hành trình tiếp theo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một combo du lịch Quảng Ninh cũng khá là thú vị, mà cũng là sẽ mình nghĩ có sẽ là một cái lựa chọn cũng khá hay cho mọi người để thay đổi cái cảm giác đấy, thay đổi nó tạo mới các chuyến đi. Cũng là những cái địa điểm quen thuộc, nhưng chúng ta sắp xếp cái lịch trình nó khác đi một chút thì có thể sẽ mang lại cho chúng ta những cái hành trình thú vị và làm mới cái cảm giác du lịch ở những cái địa điểm quen thuộc. Mình đang đi lên cầu Bãi Cháy các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đúng cái hành trình mà hôm nọ mình quay cái con đường ven biển, để nó có một cái sự giới thiệu liền mạch đến với các bạn. Mình đang đi Trà Cổ Móng Cái các bạn. Mình không đi cao tốc mà mình sẽ đi theo con đường ven biển mà hôm trước mình vừa quay đấy ạ. Thì để cho mọi người thấy được một cái sự lựa chọn khác cho cái hành trình mình ra đến Trà Cổ ngoài cao tốc ra. Thì bãi biển Trà Cổ thì với cũng khá là quen thuộc với đa số khách du lịch xuống Quảng Ninh rồi đúng không? Nó giống như là Hạ Long cũng vậy, nó quá quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ đi một cái bãi biển rất hoang sơ ở Trà Cổ. Cái bãi biển chính của Trà Cổ thì mình cũng đã có một video review rồi. Nó đã bị bê tông hóa và cái rừng phi lao đã mất đi gần hết, nên là nó cũng khiến cho cái bãi biển nó không còn đẹp và cái hấp dẫn nữa. Cho nên là nói đến Trà Cổ có khi nhiều người sẽ nghĩ ngay đến là chả có gì để đi. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bãi biển hoang sơ ở Trà Cổ. Có lẽ là cũng có người biết đấy, nhưng mà đại đa số khách du lịch là đều không biết hoặc là không để ý đến nó. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái bãi biển đó. Và cái combo hôm nay là gì ạ? Vâng, chúng ta đang lên cầu Bãi Cháy đấy ạ. Cái combo hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là du lịch Quảng Ninh là sẽ tắm biển ở Trà Cổ và tắm suối ở Bình Liêu. Nghe có vẻ thú vị không các bạn? Có biển và có núi trong một chuyến nghỉ mát mùa hè. Tắm suối mùa hè thì thực sự là rất mát rồi các bạn. Nước suối nó rất là mát luôn. Và chúng ta sẽ trải nghiệm một cái cung đường đi chạy dọc với biên giới Việt Trung, nối từ Móng Cái sang Bình Liêu. Một con đường mà mình nghĩ cũng ít người đi, cũng ít khách đi, ít khách du lịch đi. Nó sẽ hứa hẹn cái chuyến đi của chúng ta có nhiều trải nghiệm thú vị. Thì hôm nay các bạn hãy cùng đồng hành với mình chuyến đi này nhé. Vâng, đây là khung cảnh của con đường cung đường ven biển, mà cái đoạn này là đoạn đẹp nhất, nối Hạ Long với Cẩm Phả. Mình xin trích lại cái video hôm trước mình quay để các bạn thấy nó đẹp như thế nào. Vì hôm nay đi thì trời thời tiết hơi âm u, không được nắng đẹp như thế này. Không được nắng đẹp như hôm trước mình quay. Này, mình đi cái cung đường ven biển này xong rồi mới lên cao tốc, để cho giới thiệu với các bạn một sự lựa chọn khác
cho cái cung đường của mình. Đi ra Móng Cái Trà Cổ nó sẽ thú vị hơn là chạy cao tốc. Nếu như chúng ta ít thời gian ấy, chạy tranh thủ thì chạy cao tốc. Còn đi chơi nếu mà thời gian dư giả thì, mà thường đi chơi thì thời gian nó phải dư giả, đúng không? Thời gian dư giả chúng ta đi vòng vòng đường này một chút thì nó mới thú vị các bạn. Cái thú vị của một chuyến đi đấy là lang thang, lang thang trải nghiệm dọc con đường mình đi, trải nghiệm cái cung đường mình đi chứ không cứ là điểm đến. Các bạn thấy con đường này rất là đẹp đúng không? Có biển, có núi, sơn thủy hữu tình. Và đường rất là vắng, thoáng. Cái đoạn từ Hạ Long ra đến đây thì là hạn chế 60. Nhưng bắt đầu từ đoạn này trở đi là người ta mới cắm biển lại là hạn chế 80 các bạn nhé. Là có thể chạy được 80 rồi. Đường này được cái rất là thoáng, rất là vắng. Kể cả các bạn có chạy 60 mà cũng nên chạy 60 để chúng ta thư giãn ngắm cảnh thì nó cũng rất là đều tốc độ, không phải tránh, không phải né, không phải phanh nhiều thì đi cũng rất là nhanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bãi biển hoang sơ rất là đẹp, đặc biệt là sẽ phù hợp cho những chị em nào mà thích chụp ảnh, thích có những bộ ảnh đẹp. Và ở đấy có một cái chỗ ăn hải sản rất là chill, rất là tuyệt vời luôn. Nó khác hẳn với cái bãi biển Trà Cổ chính mà mọi người vẫn đến, các khách du lịch vẫn đến đó. Nếu ai là người thích thiên nhiên, thích sự hoang sơ thì chỗ đấy sẽ là chỗ rất tuyệt vời. Và cái combo chuyến đi hôm nay của mình ấy thì nó cũng phù hợp với những người thích phượt nhé các bạn nhé. Thích phượt, thích trải nghiệm, thích khám phá. Vừa trải nghiệm những điểm đến, vừa trải nghiệm những cung đường. Đó là một cái thú vị cho một chuyến phượt đấy các bạn ạ. Một cái mà nó hấp dẫn. Cái sự hấp dẫn của phượt nó là ở chỗ đấy. Cũng không hiểu tại sao người ta lại nghĩ ra cái từ phượt. Đó, sau khi mình kết thúc cái đường ven biển thì chúng ta sẽ đi qua Cẩm Phả rồi lên nút giao ở chỗ gần Mông Dương các bạn nhé, để lên cao tốc. Thì sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng thì chúng ta ra đến được đến Móng Cái đây rồi. Đây là bắt đầu kết thúc cao tốc lối ra đây rồi. Thì ra đến cái nút này thì chúng ta rẽ tay phải sẽ đi Trà Cổ, rẽ tay trái để vào Móng Cái các bạn nhé. Mình có vòng vào, vẫn còn sớm mà, mình vòng vào mình nhận phòng xong mình đi tiếp ra Trà Cổ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra Trà Cổ các bạn nhé. Mình thuê một cái khách sạn nó ở lưng chừng, từ cái chỗ rẽ này vào nó khoảng 2-3 cây thôi, tức là đi ra Trà Cổ cũng thuận tiện mà đi vào Móng Cái cũng thuận tiện các bạn, nó ở giữa. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Nếu như hôm nay mà trời nắng thì đi ra cái bãi biển này
ngắm hoàng hôn và thưởng thức hải sản tắm biển thì cũng rất tuyệt vời các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái bãi biển này nhé. Cái con đường đi ra bãi biển này thì mình cũng đã có một video cách đây khoảng một năm. Đây là con đường từ Móng Cái ra Trà Cổ các bạn. Từ Móng Cái ra Trà Cổ thì chúng ta đi ô tô chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Rất là gần các bạn ạ. Cho nên là một gợi ý cho các bạn là các bạn muốn đi Trà Cổ thì nên thuê khách sạn trong Móng Cái. Trong Móng Cái nó nhiều khách sạn hơn và nhiều khách sạn lớn, đẹp, sạch sẽ hơn. Ngoài Trà Cổ đa số là nhà nghỉ và khá cũ. Thì chúng ta đi ô tô từ Móng Cái ra Trà Cổ cũng chỉ 15-20 phút là cùng thôi. Rất là thuận tiện. Chúng ta có thể chiều ra đây tắm biển rồi kể cả thích ăn ở ngoài đấy cũng được. Xong ăn xong thì đi về khách sạn. Thì buổi tối thì có thể lại đi dạo chơi chợ đêm, phố đêm, phố đi bộ ở Móng Cái nữa. Thế có phải là một combo cũng rất là hay không? Hay hơn là chúng ta ở khách sạn ngoài Trà Cổ. Đấy. Thì đi bộ xong mỏi rồi, muộn rồi, chúng ta về khách sạn rất là gần và nghỉ ngơi luôn. Chợ Móng Cái thứ thì mình đi quá nhiều rồi, cho nên là chuyến này mình sẽ không chú trọng vào chuyện đi chợ Móng Cái hay là dạo phố đêm nữa. Cái chuyến đi này sẽ tập trung vào cái chủ đề chính là nghỉ mát mùa hè các bạn nhé. Đã nghỉ mát thì nó sẽ liên quan đến tắm mát. Hôm nay chúng ta sẽ có combo tắm biển và tắm suối á. Đấy, ở đây có hàng bằng lăng này. Đấy, bằng lăng đang vào mùa nở rất là đẹp. Đó, hàng phi lao đẹp không các bạn? Cung đường này rất là đẹp đấy. Cung đường này nếu mà hôm nay mà nắng thì cung đường này hoàng hôn cũng đẹp lắm các bạn ạ. Hoàng hôn nó sẽ bên tay phải chúng ta. Nó chiếu ánh nắng xuyên qua cái hàng cây ấy. Rất đẹp. Tiếc là hôm nay trời hơi âm u các bạn. Nhưng mà vì cuối tuần thì mình tranh thủ là cho thằng cu nhà mình nó đi chơi vì cũng thi xong rồi. Kết thúc năm tổng kết năm học rồi. Thì cho nó đi chơi thư giãn tí. Không mấy hôm nữa lại cho về quê với bà. Cho nên là trời âm u cũng vẫn đi. Chứ nếu mà lùi lại được thì nó sẽ nắng ráo hơn. Đó, đến cái ngã ba vừa rồi chúng ta rẽ tay phải này đi ra hướng Mũi Ngọc các bạn nhé. Còn đi thẳng là sẽ vào Trà Cổ. Nói đến đây thì chắc là nhiều bạn biết thì đã đoán được ra bãi biển đó bãi biển gì rồi đúng không? Vâng, đó chính là bãi đá đen ạ. Đá đen ở Bình Ngọc, Mũi Ngọc. Thực ra nó là một cái phường khác.
chứ không phải phường Trà Cổ các bạn ạ. Nhưng mà nó cùng nằm trên cái giải đất Trà Cổ ngày xưa. Đó. Bây giờ đơn vị hành chính thì người ta tách ra thành hai phường. Nếu các bạn xem trên Google Map ấy, thì sẽ thấy cái giải đất này nó nằm như một cái roi đất tách ra, không liền với đất liền. Trên Google Map nó vẫn thể hiện thế đấy các bạn. Nhưng thực ra bây giờ thì đã có con đường liền mạch ra ngoài này rồi. Đó là cái thực trạng ngày xưa của cái roi đất này đấy. Đây, chúng ta vào đến lối rẽ vào bãi đá đen đây rồi. Nếu các bạn mà nào muốn chi tiết con đường này thì xem lại cái video của mình con đường ra bãi đá đen nhé. Cái đường vào này thì nó vẫn còn là đường cát thôi các bạn ạ. Đi nó hơi sóc một chút nhưng mà nó là cát nên cũng không sợ lầy đâu ạ. Cát nó có nước nó lì xuống chứ nó không phải là đất ạ. Các bạn nhìn thấy nó hoang sơ không? Ở đây chỉ có rừng phi lao thôi ạ. Ngày xưa Trà Cổ này là bạt ngàn rừng phi lao, cho nên là ông Tố Hữu mới có câu thơ là từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước. Rừng dương chính là rừng phi lao đấy ạ. Nhưng bây giờ rừng phi lao thì đã bị thu hẹp lại rất rất nhiều rồi. Đặc biệt là cái bãi biển chính kia thì đã bị mất gần hết cái rừng phi lao rồi ạ. Đó là một điều rất 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 đáng tiếc. Đó là một cái đặc sản, một cái đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng cho Trà Cổ thì cuối cùng lại không giữ được. Chứ còn nếu nói về bãi biển Trà Cổ thì không có gì là đẹp. Nếu nói bãi biển đẹp thì Trà Cổ không đẹp. So với những bãi biển ở nơi khác thì bãi biển ở đây quá bình thường. Cát cũng không phải là cực mịn, mà nước thì cũng không phải là cực trong. Đó. Nhưng nó đẹp ở chính cái hoang sơ và những cái rừng phi lao ấy. Cuối cùng bây giờ không giữ lại được, quá tiếc ạ. Đó các bạn nhìn em, cũng có hai cái xe tour này vào đấy. Nhưng mà họ vào cái bên cạnh này chứ không phải cái nhà hàng này. Bên cạnh nó có một cái khu đón tiếp khách du lịch nho nhỏ ở đây. Đấy, các bạn nhìn nó có cái lối đi bên cạnh bên trái kìa. Còn cái nhà hàng này thì du khách nào biết thì vào thôi. Còn đa số là khách là những người ở Quảng Ninh, họ biết rồi họ ra đây chơi ăn hải sản hoặc tiếp khách các thứ. Đó, các bạn nhìn thấy cái rừng phi lao nó sát với bãi biển đấy, ngay dưới bãi biển luôn. Ok, chúng ta trải nghiệm bãi biển này nhá, bãi đá đen ạ. Thì trước khi ra bãi biển thì mình cũng đã đặt món hải sản rồi. Để tí nữa chúng ta vào ấy, các bạn nhìn thấy những cái mái lều lều này là chính những cái nơi chúng ta sẽ ngồi ăn. Các bạn thấy có chiêu không? Thì mình đặt rồi thì tí nữa đến giờ là sẽ vào ăn thôi. Hôm nay thì trời hơi âm u, có mưa, nước không được trong và gió nên là khá lạnh, nên là mình cũng không tắm. Mình sẽ chỉ vui chơi trải nghiệm ở đây thôi. Đó, xa xa trước mặt kia là những cái thuyền đánh cá của ngư dân đấy ạ. Những cái thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân, thuyền này thuyền nhỏ thôi chứ không phải tàu lớn. Tàu này tàu ven bờ. Đó, khách của hai cái xe kia họ xuống đấy các bạn ạ. Nhưng mà các bạn thấy không, cũng không hề đông vì là rất ít người đến đây và rất ít người biết ở đây. Các bạn nhìn bãi cát là bãi cát tự nhiên, cũng rất tuyệt vời. Chỉ có điều ở đây là nó có một cái là nó là tự nhiên, không có ai ấy, không có dịch vụ gì nhiều, cho nên là khi mà thủy triều lên ấy, cái rác ở ngoài biển ấy
nó sẽ được sóng nó cuốn vào đây, cho nên là nó cũng khá nhiều những cái thùng xốp rồi những cái linh tinh của ngư dân người ngoài kia người ta vứt xuống ấy. Nhưng mà cũng không đến nỗi đâu các bạn ạ. Nó sẽ đánh sát vào trong trong bờ này chứ nó không phải ở sát bãi biển. Đó các bạn nhìn. Đấy có cái phao xốp này. Nhưng sát ra biển kia thì vẫn rất là sạch để cho chúng ta trải nghiệm các bạn nhé. Đó các bạn thấy nó đẹp không? Đó cái đá đây đặc trưng nó lại nó đen đen nữa, nó tối màu cho nên gọi bãi đá đen. Đó. Có những góc chụp ảnh rất tuyệt vời các bạn. Nếu như mà trời xanh, có ánh mặt trời, có hoàng hôn ở đây thì tuyệt vời luôn đấy. Mình cũng có một cái video trải nghiệm bãi đá đen cách đây khoảng 1 năm mà trời nắng rất đẹp các bạn. Các bạn có thể vào xem lại cái video ấy của mình nhé. Đó, đây hai khách VIP hôm nay mình đưa đi chơi này các bạn này. Ở đây đúng các bạn thấy là đúng hợp với những người thích chụp ảnh không ạ? Sẽ khai thác được rất rất nhiều góc ảnh đẹp với cái bãi đá này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Với cái góc rộng thì các bạn nhìn thấy cái đá nó mênh mông, nó đẹp không? Tiếc là hôm nay trời hơi âm u và có chút mưa các bạn. Cũng may là đến đây thì lại tạnh ráo. Đấy, các bạn thấy không? Chụp ảnh rất đẹp luôn. Và cái đá ở đây nó rất đặc thù các bạn nhìn thấy không? Sóng nó đánh nó bào mòn, nhìn nhờ nó nhẵn đẹp và nó nhiều hình thù hay lắm. Đó. Có vân nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đá nó đẹp không? Được sự tạo tác của sóng đấy ạ. Đẹp không? Có những cái vân đẹp không? Và chúng ta có một bãi biển này tuyệt vời không các bạn? Đó, cái hàng phi lao vừa đẹp không? Chạy dọc bờ biển luôn. Có một bãi biển để chúng ta đi dạo rất tuyệt vời. Hoang sơ. Và tắm cũng rất thoải mái các bạn nhé. Nếu hôm nay mà nắng thì nước sẽ rất trong. Chứ không đục như kia đâu ạ. Và hôm nay hơi lạnh. Vâng, sau khi vui chơi rồi thì chúng ta có một cái chỗ rất chill như thế này các bạn. Các bạn thấy ngồi ăn hải sản đây tuyệt vời không ạ? Ngồi dưới tán phi lao với một cái view ra biển cực kỳ đẹp. Đó. Đây là bữa tối của nhà mình. Vẫn còn thiếu một món nữa, một vài món nữa. Họ đang lên dần. Đó, bề bề ở đây thì nó nhỏ các bạn ạ, không có bề bề to đâu. Nhưng mà ăn cũng được, ghẹ cũng chắc thịt, bề bề cũng ngon. Đó, các bạn nhìn thấy cái view đẹp không? Ngồi có chiêu không ạ? Chiêu chiêu. Rất tuyệt vời, gió mát lồng lộng. Gió rất là to nên không có muỗi các bạn. Vâng, sau một đêm nghỉ ngơi ở Móng Cái thì sáng hôm sau mình lên đường. Đi theo con đường ven biên giới quốc lộ 18C nối từ Móng Cái sang Bình Liêu các bạn nhé. Chạy dọc theo biên giới Việt Trung, dọc theo con sông Ca Long. Đó, chúng ta vừa ở quốc lộ 18, chúng ta rẽ vào đây từ hướng từ Móng Cái xuống ra về đấy ạ. Thì đi từ Móng Cái về phía Hạ Long các bạn nhé.
Thì đến cái ngã ba này chúng ta rẽ tay phải. Sáng nay tỉnh dậy có mưa các bạn. Và thôi chết rồi, không biết là thế nào, nhưng mà cuối cùng muộn muộn đến giờ này thì cũng tạnh ráo rồi, nên là mình xuất phát hơi muộn. Giờ là 9, khoảng 9 rưỡi 9 giờ 9 rưỡi gì đấy. Chúng ta hôm nay sẽ cùng trải nghiệm chuyến đi này, xem dọc đường này có những cái gì các bạn nhé. Tất nhiên hôm nay thì mình sẽ không quay chi tiết con đường này, để tập trung vào cái nội dung chính của video là những điểm đến combo trong cái chuyến này. Mình sẽ có riêng một cái video trải nghiệm cung đường này riêng nhé, vì nó khá dài các bạn ạ. Chúng ta đi từ đây sang đến Bình Liêu mất khoảng 3 tiếng, khoảng ở đâu 70 cây gì đấy. Cho nên là nó khá dài. Hôm nay mình sẽ tập trung vào cái nội dung của video là combo những cái điểm vui chơi. Sắp xếp nó mới lạ đi một chút, để tạo một cái chuyến đi mới cho những cái địa điểm đến cũ. Đó cũng là một cái hay. Cái combo này sẽ phù hợp với những ai đi xuất phát từ Hà Nội hoặc quanh quanh đó, đi cuối tuần, đi ngắn ngày, kiểu chưa sắp xếp được thời gian đi dài ấy, thì đi ngắn ngày thì cái chuyến đi này cũng rất hợp lý. Khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày cuối tuần là rất ok. Nhưng mình đi là có 2 ngày thôi. 2 ngày, nhưng mình xuất phát từ Hạ Long cho nên là rất là gần. Thực ra đến chiều thứ 7 mình mới đi, chỉ có ngày rưỡi thôi. Nhưng mà cũng có một chuyến đi, một trải nghiệm rất thú vị các bạn ạ. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng sắp xếp được những chuyến đi dài đúng không? Thì những chuyến đi ngắn như thế này mà chúng ta làm mới nó đi, với những điểm đến cũ chúng ta làm mới nó đi thì cũng khá là thú vị. Trên tuyến đường này có một điểm chạy đến mà cũng rất hay, mà chúng ta nên ghé qua. Từ chỗ rẽ Móng Cái kia vào đến đây, nó vào đến chỗ đó nó khoảng 30 cây thôi các bạn. Thì cũng là một điểm mà chúng ta nên rẽ vào trên con đường dọc biên giới này. Đó là khu tưởng niệm Pò Hèn các bạn nhé. Khu tưởng niệm Pò Hèn. Sắp đến nơi rồi các bạn. Là cái nơi tưởng niệm khi nhớ các anh hùng liệt sĩ trong trận chiến năm 79. Ở đây lúc đó là có một đồn biên phòng gọi là đồn biên phòng Pò Hèn với 60 chiến sĩ. Thì vào ngày 17 tháng 2 năm 79, khi quân Trung Quốc tràn sang tấn công, thì họ đã cùng với, đây chúng ta rẽ đến nơi các bạn, họ đã cùng với các dân quân tự vệ của các lâm trường xung quanh, họ đã chiến đấu. Họ đã không bỏ chạy hoặc không đầu hàng với cái số lượng quân đội địch áp đảo, cả về vũ khí lẫn số người. Nhưng họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng các bạn nhé. Đây chúng ta gần vào nơi. Và trận chiến đó tổng cộng có khoảng 86 người hy sinh, trong đó có 45 chiến sĩ biên phòng các bạn. Thì khu tưởng niệm này cũng mới được xây dựng lên thôi ạ.
một trận trận chiến Pò Hèn đã đi vào lịch sử đấy. Cũng khá ít khách thôi các bạn, vì cũng ít người biết đến cái khu này và cũng ít người đi về cái con đường này. Đó, xin chúng ta sẽ vào đây làm lễ một chút. Mình thấy thì đa số là các cựu chiến binh đến đây thôi các bạn, còn những du khách lẻ như mình thì ít lắm. Đó, đây là cái ngôi đền này các bạn, đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh là cái đài liệt sĩ. Đây mấy bác mấy chú này là cũng trong một cái đội cựu chiến binh. Họ đến đây để dâng hương. Dâng hương gọi là tưởng nhớ đến các đồng đội. Đây là gọi là khu tưởng niệm Pò Hèn các bạn nhé. Cũng là một cái điểm mà đáng để chúng ta ghé qua trong cái lịch trình đi của mình, nếu các bạn đi cái combo này. Đó. Đấy. Mọi người đang chuẩn bị để dâng hương. Ở đây thì hương khói lúc nào cũng đầy đủ, cho nên chúng ta cũng không cần phải mang gì cả. Nếu có chút hoa cũng được. Thì chúng ta vào làm lễ. Hai cái chòi bên cạnh kia là hai cái bia các bạn. Hai cái bia ghi lại đầy đủ tên của 86 liệt sĩ đã hy sinh trong trận Pò Hèn năm 79 các bạn nhé. Trong đó có 45 chiến sĩ biên phòng và còn lại là các dân quân tự vệ và những người dân. Họ đã anh dũng chiến đấu, không đầu hàng và cũng không bỏ chạy. Đó, đây là đền thờ này. Mình sẽ vào làm lễ cái xong rồi mình đi tiếp. Bên kia là mọi người đang bắt đầu làm lễ dâng hương các bạn. Vâng, sau khi mình làm lễ ở đây, tham quan ở đây thì bắt đầu chúng ta tiếp tục theo quốc lộ 18C này, đi sang Bình Liêu các bạn nhé. Con đường này mình trong video này mình sẽ chỉ sơ sơ cho các bạn hình dung được cái chuyến đi thôi. Còn mình sẽ có một video riêng cho cái con đường này vì nó khá dài, một video trải nghiệm. Đó, chúng ta đến đây thì rẽ tay phải này, đi vào cái tỉnh lộ, đi tiếp sẽ là vẫn trên quốc lộ 18C các bạn nhé. Chúng ta sẽ rẽ theo con đường này, trải nghiệm thú vị hơn. Nhưng cũng cảnh báo trước là với những ai mà ít lái đường đèo núi ấy, thì đi đường này cũng khá là bất khuất đấy các bạn nhé. Nhưng với những ai thích lái xe, thích trải nghiệm các cung đường thì đây là cung đường rất tuyệt vời để chúng ta trải nghiệm ạ. Từ cái chỗ Pò Hèn đấy để đi sang đến bên Bình Liêu, đến chỗ chúng ta có thể tắm được suối thì mất khoảng gần 2 tiếng các bạn nhé, sấp xỉ 2 tiếng. Và đây chúng ta đã sau gần 2 tiếng đồng hồ, bây giờ khoảng 12 giờ trưa rồi. Thì mình cũng đến được cái đường vào của thác Khe Vằn các bạn ạ. Một địa điểm cũng rất quen thuộc đúng không? Quen thuộc với rất rất nhiều người. Nhưng mà các bạn nghĩ sao khi mình kết hợp cái combo trà cổ và thác Khe Vằn này,
chúng ta đều được tắm mát trong mùa hè và sẽ trải nghiệm và thưởng thức những món ăn theo vùng miền, đúng không? Ở kia thì là hải sản, còn ở đây sẽ là gì ạ? Chúng ta hãy đến nơi đã nhé. Đây là con đường vào thác Khe Vằn các bạn. Hôm nay trời có mưa thì không biết là nước thác thế nào ạ. Hy vọng là không bị quá to và không bị đục. Vì thác quá to ấy thì tắm cũng rất là nguy hiểm các bạn. Và có thể không tắm được. Và nước đục nữa thì cũng mất đi cái vẻ đẹp của thác. Các bạn đi mà trời nắng thì sẽ rất tuyệt vời các bạn nhé. Mình nghĩ là cái combo này các bạn nên cân nhắc. Đáng để chúng ta cân nhắc đấy ạ. Để đi ạ. Tất nhiên nó sẽ phù hợp, như mình nói, phù hợp với những người thích phượt, thích lái xe, thích trải nghiệm các cung đường nhé. Vì nó đi cũng khá là bất khuất đấy ạ. Đòi hỏi cái người lái cũng phải lái tương đối nhiều. Vì các bạn thấy là đi từ Hà Nội xuống chẳng hạn đã đi đến 300 cây rồi, xong lại chạy 3 tiếng đồng hồ từ Móng Cái sang Bình Liêu nữa. Đó, xong bắt đầu lại chạy về. Thế nên là sẽ phù hợp với những người thích đi phượt nhé. Còn những ai thích du lịch nhẹ nhàng, kiểu thư giãn, nghỉ ngơi thì sẽ không phù hợp. Những ai thích trải nghiệm, khám phá thì sẽ phù hợp. Về đến đây các bạn thấy nó yên tĩnh, trong lành không? Khác hẳn với cảnh phố xá đông đúc, ngột ngạt đúng không? Vâng, đấy các bạn nhé, cái cổng vào thác Khe Vằn. Chúng ta đã đến nơi rồi. Thác Khe Vằn này cũng phải lâu lắm rồi mình mới quay lại đấy. Cũng có sự thay đổi chút chút về cái bãi xe này. Chúng ta gửi xe vào đây nhé. Hôm nay có vẻ rất là vắng. Nhưng mà thôi, vắng này mới thú vị các bạn. Đông quá thì cũng không ổn. Trước thì nó có một cái quán ngay sát suối, nhưng bây giờ là bị dẹp rồi các bạn nhé. Thì chúng ta nên đặt... Đó, đây là bắt đầu vào thác này các bạn. Chúng ta nên đặt món ăn ở ngoài trước, xong chúng ta vào đây tắm thì đến lúc tắm xong là ra ăn là vừa các bạn nhé, không phải đợi. Đó, mình đặt cái món quen thuộc và cũng là đặc sản đặc trưng ở đây, đấy là gà nướng các bạn. Gà đây khá là ngon, gà ta rất ngon và họ nướng cũng rất ngon. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nước suối hôm nay rất đẹp, không bị đục các bạn và không bị quá to. Như này là tắm rất là thích này. Tại vì nướng gà nó cũng phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn. Thì mình vào đặt xong mình vào đây tắm chơi khoảng 1 tiếng ra là vừa. Đó. Các bạn nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời không? Yên bình trong lành. Ve kêu râm ran. Đấy, đây có một cây đại cổ thụ rất là to luôn. Đó, thác Khe Vằn các bạn nha. Hôm nay nước thác cũng vừa phải thôi, không to. Như này sẽ hợp lý để chúng ta tắm các bạn. Nước vừa trong mà nó không nguy hiểm.
vừa đẹp để chúng ta trải nghiệm thác. Rất là mát các bạn. Vào đây may quá là trời lại hừng hừng nắng một chút. Quá may luôn ấy. Thì tắm nó đỡ lạnh các bạn. Nước suối này lạnh lắm. Và đi ở đây thì các bạn chú ý những cái chỗ rêu tránh ra nhá. Cực kỳ trơn luôn. Đó, du khách cũng lưa thưa thôi, không đông lắm. Như này là vừa các bạn, chứ đông quá là chen nhau không có chỗ đứng đâu. Mà cũng không quay chụp gì được đâu vì quá nhiều người. Đó, thác hôm nay nước vừa phải, róc rách, nước rất trong các bạn. Đó, đẹp không các bạn? Mùa hè mà được ra chỗ này quá mát mẻ chứ gì nữa các bạn. Tuyệt vời đúng không? Một combo cũng đáng để chúng ta suy nghĩ đúng không? Đó, đẹp không? Rất 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 tuyệt vời. Thanh niên nhà mình vừa bị trượt chân một phát ướt hết quần áo rồi các bạn ạ. Nên là đi chỗ này những cái chỗ rêu rêu là phải rất là đấy. Thác đẹp không các bạn? Mình sẽ tắm ở đây một chút xong rồi. Đó, chỗ này chụp ảnh cũng rất tuyệt vời các bạn. Đó. Tắm chỗ này rất là, nhưng mà lạnh lắm các bạn ạ. Phải ra gọi là vớt nước lên người một lúc cho nó quen thì bắt đầu mới dám nhảy xuống ấy. Nước rất lạnh, trong. Nếu mà nắng ấy, tắm thì sẽ thích hơn. Nó sẽ đỡ lạnh mà cảm thấy nó mát mẻ ấy. Cũng có nhiều đoàn họ mang đồ ăn vào đây, họ ngồi đây họ ăn các bạn. Bơi về kia đi, bơi về kia đi. Nhưng mà tắm một lúc cũng thích các bạn ạ. Bỏ công chúng ta đi đến đây đúng không? Đó, sau khi tắm xong rồi thì các bạn thấy cái view này chiêu chiêu không? Ngồi đây ăn chiêu chiêu không ạ? Món đã lên và chúng ta đã đói rồi. Đó. Miến à? Một con gà nướng lòng mề nấu miến các bạn ạ. Đơn giản vậy thôi, một đĩa rau luộc. Thế là ok rồi. Chỉ có bát miến hơi to, cả xóm ăn được. Mình bảo là không chặt để tự xé ra ăn thích hơn. Còn nếu mà các bạn thích thì bảo người ta chặt, người ta vẫn chặt ra cho các bạn nhé. Đó, hấp dẫn không các bạn? Quá tuyệt vời luôn. Đủ cho một chuyến đi đúng không? Trải nghiệm phong cảnh, tắm mát và ăn các món ăn địa phương. Quá tuyệt vời. Cái rau kia là rau dền các bạn. Rau dền người ta trồng ở đây đấy. Rất là ngon. Nhìn tuyệt vời không? Cái chấm kia cũng có hạt dổi mắc khén các bạn nhé. Rất là thơm. Xin mời ạ. Đó.
không gian rất chill các bạn. Ăn đấy quá tuyệt vời đúng không? Mát mẻ. Gà tươi giói đúng không? Đó, chúng ta vừa trải nghiệm một combo du lịch Quảng Ninh rất là mới mẻ với những địa điểm rất cũ. Thì đấy là một cái gợi ý nhé, cho các bạn có thể cân nhắc cho chuyến đi của mình, tạo sự mới mẻ cho những chuyến đi ngắn ngày. Dài ngày thì quá đơn giản đúng không? Dài ngày thì nhiều điều thú vị, ngắn ngày để thú vị mới là tuyệt vời. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo ạ. Xin chào.